Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mới Mỗi Ngày. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nóng nhất có trong ngày. Trang Sohu ngày 25 tháng 4 dẫn nguồn tin từ bài đăng trên mạng xã hội liên quan tới Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, nguồn tin này tiết lộ rằng sau khi Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố ly hôn cùng Phùng Thiệu Phong, Trần Hiểu vô cùng hoảng loạn vì sợ tên mình bị kéo vào vụ việc. Theo đó, Trần Hiểu đã chi một khoản tiền lớn để tên mình không lên top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh. Lúc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mới công khai ly hôn, đã có rất nhiều cư dân mạng đã vào Weibo của Trần Hiểu và để lại bình luận, yêu cầu nam diễn viên Lục Trinh truyền kỳ hãy ly hôn Trần Nghiên Hy và quay về với Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, cư dân mạng để lại những bình luận như Triệu Lệ Dĩnh ly hôn rồi, tình cảm của anh vẫn tốt chứ? Triệu Lệ Dĩnh ly hôn rồi, Trần Hiểu, anh hãy nhanh chóng ly hôn Trần Nghiên Hy và theo đuổi lại Triệu Lệ Dĩnh đi, anh còn đợi gì nữa? Trong khi Trần Hiểu dùng tiền để hạ tên khỏi hot search, thì Trần Nghiên Hy lại chi tiền để mua tin tức quảng bá hình ảnh của người vợ và người mẹ tốt của mình. Nhiều người cho rằng phải chăng Trần Nghiên Hy sợ sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn thì cư dân mạng sẽ đẩy thuyền về với Trần Hiểu, quay lại với nhau. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhận định rằng đây vốn chỉ là một tin đồn vô căn cứ, bởi lẽ cả Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh vốn trước đây chưa từng thừa nhận chuyện hẹn hò, do vậy cũng sẽ không có chuyện nối lại tình xưa như nhiều người vẫn tưởng tượng. Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu quen biết nhau khi hợp tác chung trong bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ vào năm 2013. Không chỉ là một cặp đôi đẹp trong phim, Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu cũng được rất nhiều người ủng hộ ngoài đời. Họ không chỉ có nhiều hành động thân mật mà còn vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, đối với chuyện hẹn hò này thì cặp đôi Lục Trinh Truyền Kỳ chưa từng lên tiếng phản hồi. Điều này lại khiến cho netizen ship nhiệt tình hơn nữa. Nhưng nào ngờ đến năm 2015, Trần Hiểu tuyên bố hẹn hò cùng Trần Nghiên Hy. Khi đó, Mỹ Nam bị netizen chỉ trích nặng nề vì cho rằng anh đã cắm sừng Triệu Lệ Dĩnh. Phải sau đó một thời gian dài thì câu chuyện giữa Trần Hiểu cùng Triệu Lệ Dĩnh mới lắng xuống. Thật không ngờ đến giờ bị khui lên trong thời điểm Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn. Vì đẹp đôi nên Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu có nhiều fan couple. Dẫu hai người đã lập gia đình riêng, fan vẫn không cố chấp từ bỏ. Những bình luận kêu Trần Hiểu ly hôn, tái hợp Triệu Lệ Dĩnh gây bức xúc, bị chỉ trích vì quá vô duyên và gây ảnh hưởng đến người trong cuộc. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Mới Mỗi Ngày. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Mới Mỗi Ngày.